Trường học sẽ chẳng bao giờ dạy bạn về tiền, họ sẽ dạy trở thành một nhân viên, bác sĩ, luật sư hay một ai đó. Nhưng không bao giờ dạy về tiền, bởi nếu bạn nghèo, bạn sẽ luôn luôn nghèo. Sẽ rất khó để mọi người có thể hiểu, như những vận động viên chuyên nghiệp, họ kiếm được hàng triệu đô, nhưng có đến 65% phá sản chỉ sau 5 năm. Vì họ thường xuất thân từ gia đình nghèo. Giờ bạn nói với họ điều đó, họ sẽ nổi khùng lên cho xem. Không may là doanh nhân vĩ đại Thomas Lipton từng nói, nó di truyền trong máu rồi. Thời khắc tôi trả tiền cho bạn, bạn đã tư duy như một người làm thuê. Đó là một cái bẫy. Những người khởi nghiệp làm việc miễn phí, thời điểm bạn nhận tiền não bạn đã chết rồi. Chừng nào bạn còn đói, thì bạn còn phấn đấu, bạn thấy đấy, mọi người nói, sao ông không cho người nghèo tiền? Vấn đề là cho người nghèo tiền, chỉ tạo ra nhiều người nghèo hơn. Di chuyển cho ai đó con cá, anh ta sẽ ăn nó. Đúng vậy, nếu bạn cho một người cá, những người khác cũng muốn có cá. Nhưng nếu bạn dạy họ câu sẽ khác, thật dễ để nói, tôi không làm được, tôi quá mệt, tôi không thể đến phòng gym. Vậy ông bố giàu có của ông đã nói gì khi ông nói, không thể. Làm sao để tôi có thể mua được? Làm sao để tôi có thể làm được? Điều này sẽ đưa tôi đến đâu? Tại sao tôi nên làm điều đó? Những câu hỏi sẽ mở mang đầu óc bạn, còn lời khẳng định làm bạn bị thu chột. Đôi khi bạn nói, tôi không thể, não bạn đã tắt rồi. Bạn sẽ trở thành những thứ bạn nói. Mọi người nói, tiền không quan trọng. Thế nếu tiền không quan trọng với bạn, thì đúng tiền không quan trọng với bạn thật. Tôi không quan tâm đến tiền, thì tiền cũng không quan tâm đến bạn. Lời nói sẽ in sâu vào tâm trí bạn. Bạn sẽ chẳng giàu nổi. Hoặc câu hay nghe nhất, người giàu tham lam. Người nghèo mới tham lam. Bạn thử nghĩ mà xem. Để giàu, bạn phải cho đi. Tôi phải viết sách, trò chơi. Tôi đầu tư bất động sản, cung nhà ở, cung việc làm. Đó là lý do tại sao tôi giàu. Nhưng những người keo kiệt chẳng cho đi thứ gì. Không, người giàu mới tham lam. Tôi sẽ nói, này, khi bạn chỉ một ngón tay về phía trước, bàn ngón khác sẽ chỉ vào chính bạn. Einstein từng nói, trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức trong đầu bạn. Nhưng kiến thức sẽ giúp trí tưởng tượng mạnh hơn. Hầu hết mọi người đều thiếu kiến thức kinh doanh thực tế. Kế toán, nợ, thuế, bạn phải biết những thứ đó. Nhưng người ta lại không dạy bạn ở trường. Ở mỗi lần thất bại, tôi thường tự nói, không sao, mọi thứ vẫn ổn, tôi đã học được điều gì. Một người bình thường, lý do họ nghèo là vì họ không thất bại. Họ quá cẩn trọng, họ không bao giờ sai lầm như những gì họ được dạy. Có nghĩa là họ chẳng bao giờ học. Đó là lý do vì sao hệ thống giáo dục thực sự thất bại. Đó là phi giáo dục. Tôi cho rằng, hầu hết mọi người đều để cha mẹ mình, bạn bè mình kiểm soát đời họ. Chúng ta quá sợ thất bại, nhưng có thất bại mới có thành công. Trường học phạt khi ta sai. Đó là lý do vì sao có rất nhiều người không dám thừa nhận mình sai. Không dám thất bại.